cho các bạn. Hà Nội và xe buýt xin được hướng dẫn các bạn bài thi lấy bằng lái xe châu Âu. Bài 1 xuất phát lái xe qua hình zig zag và đường vuông góc. Ở bài thi này, lái xe phải thực hiện lái xe qua hình zig zag và đường vuông góc, không đè các bánh. Bài 2 ghép xe dọc. Bài thi này, lái xe phải thực hiện kỹ năng lùi vào nhà xe, cân đối và không đè vạch hai bên. Trên màn này, các bạn đã thấy lái xe thực hiện chưa tốt bài thi này. Với kết quả này, thí sinh chỉ đạt điểm trung bình của bài thi ghép xe dọc. Bài thi số 3, lái xe tiến trong hình số 8. Ở bài thi này, thí sinh phải thực hiện các bài thi kỹ năng lái xe cua trái, cua phải và lái xe qua đường chéo của hình số 8. Bài thi này, lái xe đã thực hiện rất tốt kỹ năng lái xe của mình. Bài 5, lái xe đè vạch và tránh các hàng đinh. Ở bài thi này, lái xe đã thực hiện rất tốt bài thi. Bài thi số 6 cũng là bài thi kết thúc lùi đường cong. Bài thi đã kết thúc. Sau đây, Hà Nội và xe buýt mời các bạn nhìn lại một lần nữa bài hướng dẫn thi lấy bằng lái xe châu Âu. Xe buýt xin được chúc các thí sinh thi đạt kết quả cao và lái xe luôn an toàn. Chào và hẹn gặp lại các video sau.